Bài thơ em xin nói vài câu là bài thơ này là năm ngoái thi cuộc thi thơ trường và được giải nhất. Và em xin có những lời cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn ban giám khảo chấm cho em hạng nhất là có thầy Thanh và cô Thủy. Và thầy Thanh là dũng cảm là dám chấm cho em. Và người thứ hai em xin cảm ơn là cô Lan Hương, tại vì cái thằng đó ở đó không có cái về một kỹ thuật gì hết, mà khi cô Lan Hương đọc lên thì bà ta được hạng nhất. Và mọi người nói là giọng cô Lan Hương rất xúc động, nên cũng nhờ vậy mà em được hạng nhất. Và cuối cùng em xin cảm ơn cô trưởng phòng của em. Trong bình thường em kêu bằng chị, nhưng mà trong trường hợp này em kêu bằng cô, tại vì cô Nguyễn Thị Bé đã sửa lỗi chính tả, ủng hộ những cái cảm xúc của em. Cô đã ủng hộ lại để cho em được ra bài thơ và được hạng nhất. Và sau đây em xin đọc bài thơ này để cho mọi người cùng nghe. Người phụ nữ đầu tiên tôi xin kể là má tôi, một cô gái miền Nam, kết duyên cùng ba tôi sinh đất Bắc. Cuộc đời má kêu đến ngày nhắm mắt, niềm vui thì chưa đếm hết bàn tay, mà nỗi buồn sao tính hoài không hết. Chỉ bây giờ nhìn lên bàn thờ má, má tươi cười ý như thể má vui. Một chuyện nhỏ xéo sắc tôi kể lại là tuổi thơ mỗi khi có cá ăn, cha con tôi thường được phần mình cá, còn phần đầu một mình má ăn. Tôi có hỏi thì mỉm cười má nói, đầu cá ngon hơn mình bé cưng ơi. Đến lúc lớn cùng vợ con cùng dùng bữa, thử ăn đầu tôi mới biết má lầm, ngon nhất là mình cá, hỡi má ơi. Người thứ hai thích tôi xéo sắc là vợ tôi, mẹ của các con tôi. Khi bước lên xe hoa hai cùng bước, giường tân hôn cả hai đứa cùng nằm, kiếm ra tiền cả hai cùng nhau kiếm, nhưng đẻ con, nuôi con, chăm con bệnh, công việc nhà nấu nướng với nấu cơm, thì vợ tôi có phần hơi lớn lướt, lớn hơn chừng chỉ 9 so với 10. Nhưng tiền đồ tương lai cho con trẻ 9 nhường 10 tôi thấy hợp lý hơn. Người cuối cùng mà tôi phải xéo sắc là những người phụ nữ ở trường tôi. Họ cũng như hai người phụ nữ trước, mang trên vai trách nhiệm với chồng con, nhưng sáng nào cũng là người đến trước, khi ra về họ là người về sau. Trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc, họ thực sự là những người phụ nữ biết cho đi và ít nhận về mình. Tôi như thấy họ chưa từng mệt mỏi, luôn cười vui dù công việc bộn bề, không như tôi có khi trồi khi sụt, có lúc thở than vì công việc nhiều. Ôi những người phụ nữ tôi xéo sắc, chỉ sinh ra từ một chiếc xương sườn, vậy mà bao nhiêu điều vĩ đại. Với các nàng chỉ là việc cõng con, còn với tôi một bộ xương đầy đủ, không thể bì với xương nhỏ xinh xinh. Bài thơ này như một lời xin lỗi đối với người hay xéo sắc như tôi. Kể từ nay phải cúi đầu trước họ, những cô nàng do Thượng Đế ban cho, những điều hay, những vật quý cho nàng, vì nếu không Thượng Đế sẽ nổi giận, và chúng ta sống không có các nàng, thì lúc đó đàn ông chỉ có nước, cạp đất sông, khóc gọi chiếc xương sườn.